Cái con nhỏ đó nó cáo già lắm đó con. Hôm nay trong bệnh viện á, nó ngon ngọt, nó nịnh nọt chị Hai dữ lắm. Nó còn nói là nó chưa đăng ký kết hôn với Hiền Lâm, cho nên chị Hai mới nghĩ á, à, thì ra nó không có mưu mô gì với cái số tài sản của thằng Lâm. Thiệt gì hả gì? Thiệt, chị Hai hỏi thằng Lâm luôn rồi. Thằng Lâm cũng nói y chang nó luôn. Thằng Lâm nó nói là đợi khi nào nó có con rồi đăng ký khai sanh, rồi đăng ký kết hôn luôn một lần. Lúc trước do anh Lâm chỉ muốn chịu trách nhiệm với đứa nhỏ, cho nên không mặn mà đăng ký kết hôn với mình thì vẫn có thể hiểu được. Còn con Dân Anh, sao ảnh lại để nó thiệt thòi như vậy? Mà nói thiệt nha, không hiểu sao mà vì nhìn nó gì không ưa được luôn á. Ở trên mặt nó hả, hiện hai chữ mưu mô rõ ràng như vậy. Vậy mà không hiểu sao cái nhà này không ai thấy được điều đó ta. Gì? Sao? Con có cách này làm cho dì đỡ tức nè. Cách gì vậy? Mọi người đang tìm cái gì vậy? Thì cái bông của dì nè, nó rớt rồi. Nó làm sao? Cái màu đen đen, xanh xanh, tím tím ấy, gọi là cái màu quyền ác đó. Còn thấy nó lấp la lấp lánh là nó đó. Kiếm 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 phụ gì đi con. Mất tiêu rồi. Chắc là nó lẫn ở trong cái thảm cỏ này thôi. Chị, ơi, coi kỹ bên kia coi, ơi, có không? Anh Lâm cũng chưa có chuẩn bị xong, để con kiếm cho dì. Mà nó lấp lánh chói chói, sợ không thấy đường á. Ây da, sao tự nhiên chóng mặt quá vậy nè? Ơ gì vậy? Chị Hiếu. Trời, Chị Hiếu Linh ơi, lại cứu chị Hiếu đi. Em không có biết bơi, chị xuống đi. Mình cũng không có biết bơi nữa. Cứu chị Hiếu đi. Linh ơi, chị Hiếu ơi. Cứu chị, cứu chị, cứu chị. Cứu chị, cứu chị. Anh Lâm ơi, cứu. Cái gì vậy? Cứu chị Hiếu. Chị Hiếu, chị Hiếu, đưa tay cho con. Nè, đưa tay đây. Chị có sao không? Trời, Linh có sao không vậy? Con có sao? Nè, dì lên đi. Nè. Dì Hiếu có sao không? Để dì bò lên. Trời quá, trời quá. Linh, sao em chết rồi? Em có sao không vậy? Em không sao. Không sao, không sao. Dì ổn không vậy? Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Hả? Xong rồi. Làm ơi dì không có biết bơi. Không biết bơi nhảy xuống hồ chi vậy? Trợt chân té, đi kiếm chiếc bông. Em với Linh á, đang phụ dì Hiếu kiếm chiếc bông. Thấy dì Hiếu té, em muốn cứu mà em không biết bơi, cho nên là em lỡ đụng Linh, làm cho Linh té xuống nước thôi à. Tôi không sao, cũng may là dì Hiếu không sao á. Linh với dì Hiếu lên thay đồ đi, chứ không bị cảm lạnh đó. Bây giờ Dân Anh với anh Lâm sẽ chờ Linh nha. Anh ơi, mình đi trễ một tiếng có sao không? Bây giờ mình phải đợi Linh lên thay đồ rồi chỉnh trang lại, chứ mọi thứ đang nhem nhuốc như vậy không ổn lắm. Bây giờ mà tới trễ nữa là kỳ lắm anh Lâm. Mà con người ta nghĩ là mình không có tôn trọng trong bữa tiệc. Hay là anh cứ nói là em bị bệnh rồi, anh cứ đi với chị Dân Anh đi. Có gì có anh đại diện, em nghĩ chắc là họ không trách đâu. Anh thay mặt đi đi. Vậy dì Hiếu với lại em lên tắm thay đồ đi. Anh với Dân Anh đi trước đây. Đi đi con, dạ. Đi đi. Anh đi đi. Đi đi vậy thôi. Con đi nha. Đi đi. Dân Anh đi nha Linh. Từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1, xem lại độc quyền trên ứng dụng THVLI.